Năm 2025 là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ hồi tháng 10 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề tham khảo của 18 môn sẽ thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Theo đó, đề văn được đánh giá là mới mẻ, kích thích tư duy sáng tạo của học sinh. Sau khi công bố cấu trúc đề tham khảo, nhiều học sinh cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào đề văn chính thức của kỳ thi tốt nghiệp năm sau. Em hy vọng là đề thi văn có thể bám sát hơn về những cái vấn đề nổi bật trong xã hội để khiến cho học sinh thêm phần tìm tòi cũng như là nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng trong bài văn. Thay vì mọi người tập trung học thuộc và ôn tập các kiến thức có sẵn ở trong sách thì mình sẽ tự trau dồi cái kỹ năng văn ngữ văn của mình, văn học của mình và sau đó sẽ dùng những cái khả năng ấy để trả lời câu hỏi. Do sự đổi mới trong đề thi môn ngữ văn, các ngữ liệu có thể sử dụng ngoài sách giáo khoa, tránh tình trạng học sinh học vẹt, học tủ, nên phương pháp ôn thi của lứa học sinh năm nay cũng cần có sự thay đổi để phù hợp với chương trình mới. Mọi sự thay đổi chương trình hay là hình thức ra đề thi thì cũng đều hướng đến việc đánh giá năng lực kiến thức của người học. Các con sẽ cần phải bám sát vào chương trình để nắm được kiến thức một cách hệ thống. Theo chương trình mới thì kiến thức sẽ được xây dựng theo các cái đặc trưng thể loại, theo từng chủ đề. Và bây giờ thì học sinh sẽ bám vào những cái căn cứ đấy để học tập. Các con cũng sẽ phải rèn những cái kỹ năng từ khai thác, này, triển khai, này, trình bày, diễn đạt, cái câu trả lời trong bài thi làm sao để đảm bảo đúng, trúng, chắc. Các con cần chú ý học theo đặc trưng thể loại. Nó nằm ở cái phần tri thức ngữ văn của mỗi bài lớn ấy. Và cái phần hệ thống kiến thức tiếng Việt đó sẽ là những cái kiến thức cơ bản giúp cho các con giải quyết được tốt các câu hỏi đọc hiểu cũng như xử lý được phần viết một cách hiệu quả nhất. Và với các cái vấn đề nghị luận xã hội thì cần có những cái thông tin cập nhật chính xác để có thông tin, có kiến thức làm bài tốt. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ hoàn toàn đổi mới so với trước đây. Thí sinh sẽ thi 4 môn gồm ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong 3 buổi thi, trong đó ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.